Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự trưa chủ nhật ngày 20 tháng 2 năm 2022. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, lâu nay chúng ta vẫn biết tên tuổi của tướng Trần Văn Vệ, nguyên giám đốc công an Thái Bình, tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát, đặc biệt trong thời gian gần đây liên quan tới cái vụ án của Nguyễn Duy Linh, đại tá phó tổng cục trưởng tổng cục tình báo của Bộ Công an, con trai của tướng Nguyễn Văn Hưởng, nguyên trợ lý cố vấn của thủ tướng ông Nguyễn Tấn Dũng về vấn đề an ninh và tôn giáo. Và thưa quý vị, trên mạng xã hội đã có rất nhiều các cái thông tin, những cái đồn đoán về những cái sai phạm, đặc biệt những cái trò ma thuật của tướng Trần Văn Vệ từ thời làm giám đốc công an Thái Bình. Những vi phạm trầm trọng đó đã bị phát hiện và được Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa ra xử lý. Tuy nhiên, tướng Trần Văn Vệ đã nhanh chóng sử dụng tiền bạc để chạy về Bộ Công an. Và thưa quý vị, sau một cái thời gian tạm yên ổn thì Trần Văn Vệ bỗng nổi lên, trở thành một cái nhân vật tương đối quan trọng cho Bộ Công an. Và thưa quý vị, việc ông Trần Văn Vệ có những sai phạm trầm trọng như vậy nhưng không bị Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng xử lý, giúp cho chúng ta thấy trong công cuộc chống tham nhũng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lâu nay chỉ là những cái cuộc chiến phe phái. Như quý vị đã biết, sau đại 12 và sau sự qua đời của cố chủ tịch nước ông Trần Đại Quang thì hàng loạt các thứ trưởng Bộ Công an đã bị khởi tố, truy tố và bị bỏ tù. Vậy tại sao tướng Trần Văn Vệ, một cái nhân vật được cho là thân thiết với Nguyễn Xuân Phúc? Như quý vị đã biết, ông Trần Văn Vệ và Nguyễn Xuân Phúc có những cái hồn hạp trong cái việc mở trường quốc tế, mà ở đó có một cái vụ việc cháu bé bị để quên trên xe và tử vong. Và cuối cùng vụ việc đó cũng chìm xuồng. Thưa quý vị, hôm nay chúng tôi nói về cái chủ đề liên quan tới tướng Trần Văn Vệ, bởi vì một cái thông tin liên quan tới những người làm báo. Đó là thông tin mới nhất của truyền thông nhà nước đưa tin cho hay, ngày 18 tháng 2, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành cáo trạng truy tố đối với nhà báo chống tham nhũng nổi tiếng ông Nguyễn Hoài Nam với cái tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân, quy định tại điều 331 Bộ luật hình sự năm 2015 với một cái khung hình phạt từ 2 tới 7 năm tù. Thưa quý vị, nhà báo chống tiêu cực Nguyễn Hoài Nam là một người từng được tặng các giải thưởng báo chí về công cuộc chống tham nhũng. Tuy nhiên, nhà báo Nguyễn Hoài Nam do tố cáo trung tướng Trần Văn Vệ và đã bị khởi tố. Nguyên do như chúng ta đã biết, trong thời gian năm 2018, nhà báo Nguyễn Hoài Nam là phóng viên báo pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh đã có một cái loạt bài về những sai phạm tại Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam. Bài báo được ban biên tập báo pháp luật thành phố duyệt đăng. Đó là bài viết nghi vấn quỹ đen ở Cục Đường thủy Nội địa, đăng ngày 1 tháng 8 năm 2018. Và bài viết nghi vấn quỹ đen ở Cục Đường thủy, buổi chia chác tiền tỷ, đăng ngày 2 tháng 8 năm 2018. Và một cái bài báo thứ ba đó là bài viết Cục trưởng Nguyễn Hồng Giang nói gì về quỹ đen chia chác. Và thưa quý vị, để đảm bảo tính trung thực của các cái bài báo kể trên, nhà báo Nguyễn Hoài Nam đã cung cấp cho cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an, các cái tài liệu, các dữ liệu điện tử và các tài liệu khác cho cơ quan cảnh sát điều tra. Và thưa quý vị được biết, cái vụ án vừa kể do Trần Văn Vệ lúc đó là tránh văn phòng phó thủ trưởng thường trực cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an được phân công chỉ đạo điều tra vụ án. Và thưa quý vị, sau đó cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành một cái kết luận điều tra hình sự đối với vụ án vừa kể, chuyển toàn bộ hồ sơ đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đề nghị truy tố đối với các nhân vật có liên quan. Đó là Phạm Văn Thông, giám đốc ban quản lý dự án, Vũ Mạnh Hùng, trưởng phòng kế hoạch đầu tư Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam, Trần Đức Hải, phó cục trưởng Cục Đường thủy Nội địa Việt Nam. Có 14 cá nhân đại diện cho 16 nhà thầu. Thì cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an, đó là các cái hành vi có dấu hiệu của tội đưa hối lộ. Tuy nhiên, Bộ Công an thấy rằng việc các nhân vật vừa kể khai và họ không đưa tiền cho bị can Thông là do cái tâm lý trùm sợ bị pháp luật xử lý. Do vậy, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã không đặt cái vấn đề xử lý hình sự đối với những cái cá nhân vừa kể. Một cái vấn đề quan trọng là đối với Hoàng Hồng Giang, Cục trưởng Cục Đường Thủy Nội địa Việt Nam, thì cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã bỏ qua với lý do chưa đủ tài liệu chứng minh ông Hoàng Hồng Giang biết sự việc và có những cái quyết định chỉ đạo nhận tiền khoảng 5.000 đô la Mỹ. Và thưa quý vị, những cái điều vừa kể, nhà báo Nguyễn Hoài Nam không đồng tình. Sau khi cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an có kết luận điều tra vụ án và tới khi vụ án vừa kể được đưa ra xét xử có hiệu lực pháp luật, thì nhà báo Nguyễn Hoài Nam không chấp nhận liên tiếp có những cái đơn gửi các cơ quan chức năng cũng như các đại biểu quốc hội. Ngoài ra, nhà báo Nguyễn Hoài Nam còn đăng tải trên trang Facebook cá nhân tố cáo Trung tướng Trần Văn Vệ và một số điều tra viên của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an có hành vi bao che bỏ lọt tội phạm đối với Cục trưởng Cục Đường Thủy Nội địa Hoàng Hồng Giang cũng như 14 cá nhân đại diện cho 16 nhà thầu là những người đưa tiền hối lộ cho Hoàng Hồng Giang. Thưa quý vị, cho tới ngày 29 tháng 9 năm 2019, nhà báo Nguyễn Hoài Nam lại có đơn tố cáo ngày 22 tháng 11 năm 2019, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ký một cái quyết định yêu cầu tiến hành xác minh giải quyết đơn tố cáo có sự kiểm soát của vụ 12 Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao. Và thưa quý vị, một cái kết cục ai cũng có thể đoán trước, đó là các cái cơ quan tư pháp Việt Nam họ đã tòa rực và vòng đi vòng lại những cái đơn tố cáo của nhà báo chống tham nhũng nổi tiếng Nguyễn Hoài Nam lại được đặt lên bàn. Trung tướng Trần Văn Vệ là người bị tố cáo, và thưa quý vị, sau đó Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã có công văn khẳng định việc giải quyết tố cáo của Nguyễn Hoài Nam đã được Bộ Công an giải quyết đúng thẩm quyền trình tự pháp luật. Tuy nhiên, nhà báo Nguyễn Hoài Nam không chịu, tiếp tục gửi đơn cho cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tố cáo Trung tướng Trần Văn Vệ và các điều tra viên bỏ lọt tội phạm. Sau đó, cơ quan điều tra của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Phòng 1 đã trả lời nhà báo Nguyễn Hoài Nam, khẳng định chưa phát hiện được những dấu hiệu tư pháp như nội dung của nhà báo Nguyễn Hoài Nam tố cáo. Và thưa quý vị, sau đó nhà báo Nguyễn Hoài Nam liên tục có những cái đơn thư đăng tải các cái bài viết tố cáo Trần Văn Vệ và các cái điều tra viên với nội dung tướng Vệ cùng các cái thuộc cấp bắt tay nhau bỏ lọt tội phạm Cục trưởng Cục Đường Thủy Nội địa trong vụ án xảy ra tại Cục Đường Thủy Nội địa năm 2018. Và thưa quý vị, lúc này Trần Văn Vệ với tư cách nguyên Chánh Văn phòng, nguyên Phó Cục trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cùng với một cái thành viên có liên quan có đơn tố cáo nhà báo Nguyễn Hoài Nam có hành vi vi phạm pháp luật. Theo Trần Văn Vệ, những cái bài viết đăng trên trang Facebook cá nhân của nhà báo Nguyễn Hoài Nam là những cái bài viết sau này được Sở Thông tin Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh kết luận có nội dung bịa đặt sai sự thật, xúc phạm uy tín tổ chức cá nhân, vi phạm luật an ninh mạng. Và thưa quý vị, đó là lý do nhà báo Nguyễn Hoài Nam vào tháng 4 năm 2021 đã bị khởi tố bắt tạm giam. Và thưa quý vị, như quý vị đã biết, Trần Văn Vệ là một tướng công an tham nhũng, đặc biệt những cái trò ma thuật của tướng Trần Văn Vệ lâu nay không được làm rõ và bỏ qua, bởi vì Trần Văn Vệ đã sử dụng tiền bạc để chạy tội. Và một vấn đề, Trần Văn Vệ có rất nhiều tiền, những cái nguồn tiền ở đầu ra. Và thưa quý vị, trong các bài bình luận trước đây của KTV, chúng tôi đã đề cập về cái nhân vật tham nhũng khét tiếng Trần Văn Vệ và tại sao Trần Văn Vệ vẫn thoát tội. Và thưa quý vị, như quý vị đã biết, thì trong một cái bức thư ngỏ gửi cho Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Minh Trí, nhà báo Nguyễn Hoài Nam đã tố cáo có sự bắt tay giữa công an và Viện Kiểm sát trong một số vụ án, và các cái bằng chứng cho thấy tình trạng bỏ lọt tội phạm, mà cụ thể là những cái tiêu cực tham nhũng ở Cục Đường Thủy Nội địa Việt Nam. Thưa quý vị, theo luật sư Trần Đình Dũng cho biết, theo thông tin từ gia đình nhà báo Nguyễn Hoài Nam, cơ quan cảnh sát điều tra đã giải thích nhà báo Nguyễn Hoài Nam đã bị ông Trần Văn Vệ tố cáo, trong đó ông Trần Văn Vệ cho rằng nhà báo Nguyễn Hoài Nam đã vu khống ông Vệ. Như quý vị đã biết, ông Trần Văn Vệ là một trung tướng công an đã nghỉ hưu, nguyên là Phó Thủ tướng Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, nguyên Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Bộ Công an. nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an Việt Nam, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, là một người đầy tài tiếng. Thậm chí sau Đại hội 12, Hà với một loạt bài viết về những hành động tiêu cực của Trung tướng Trần Văn Vệ thì người ta tưởng rằng công cuộc đốt lò của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ thiêu cháy cái thành củi quá khô này. Nhưng mà ngược lại, thưa quý vị, ông Trần Văn Vệ đã thoát tội. Trong khi đó, nhà báo Nguyễn Hoài Nam là một nhà báo nổi tiếng với những thành tích điều tra được nhiều vụ án tham nhũng, và đó là lý do vì sao Ban Nội chính Trung ương đã tặng thưởng bằng khen về cái thành tích này cho nhà báo Nguyễn Hoài Nam. Thưa quý vị, theo báo Người Lao động, vào tháng 2 năm 2021, ông Nguyễn Hoài Nam từng được cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh gửi thư mời để làm việc theo đơn của hai cá nhân tố cáo ông Nguyễn Hoài Nam có một hành vi vu khống đối với Trung tướng Trần Văn Vệ. Vào ngày 27 tháng 2, nhà báo Nguyễn Hoài Nam đã mô tả trên trang Facebook cá nhân của mình cho biết, đúng giờ mời của PC01, tức cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh, cán bộ điều tra ra cổng dẫn tôi vào làm việc với điều tra viên cũng tên là Nam. Tại bàn làm việc của PC01, sau khi điều tra viên nói việc hồ sơ do C01 của Bộ Công an từ Hà Nội chuyển vào do có đơn tố cáo của Trung tướng Trần Văn Vệ và Trung tá Trần Văn Quân, tố cáo tôi, tức nhà báo Nguyễn Hoài Nam, vu khống họ. Theo đó, hai sĩ quan công an họ Trần này, tức Trần Văn Vệ và Trần Văn Quân, làm đơn tố cáo lên C01, lại là đơn vị mà trước đây Trung tướng Trần Văn Vệ đang công tác với cái chức vụ lãnh đạo của cơ quan điều tra. Theo nhà báo Nguyễn Hoài Nam, đúng ra đơn tố cáo của các ông ấy có thể làm đơn tố cáo gửi thẳng cho công an thành phố Hồ Chí Minh là nơi tôi thường trú, thì nó là một cái việc bình thường, không có gì đáng nói. Đằng này, các kỳ ông Trần Văn Vệ và Trần Văn Quân làm đơn gửi tới C01 của Bộ Công an, là nơi mà Trung tướng Trần Văn Vệ từng là thủ trưởng cơ quan này. Còn ông Trần Văn Quân hiện đang là phó phòng 5 của C01. Theo nhà báo Nguyễn Hoài Nam đã viết trên trang Facebook cá nhân rằng việc nhận đơn của thủ trưởng cũ, C01 lập kế hoạch xác minh, sau đó đích thân bay vào thành phố Hồ Chí Minh giao cho công an thành phố Hồ Chí Minh. Đến nay thì tôi đã quá hiểu cách làm không tuân thủ pháp luật của C01. Thưa quý vị, truyền thông quốc tế đưa tin kể từ đầu năm 2021 cho đến nay thì Bộ Công an Việt Nam đã bắt giam ít nhất 7 người vì các cáo buộc liên quan đến an ninh quốc gia, trong đó có 3 nhà báo, bao gồm trường hợp mới nhất đó là nhà báo chống tham nhũng nổi tiếng ông Nguyễn Hoài Nam. Thưa quý vị, nhà báo Nguyễn Hoài Nam là một cái nhà báo đưa ra những cái vấn đề gai góc, đặc biệt với các cái bài phóng sự đã làm bộc lộ cái khối u ngọt của, đặc biệt là của ngành công an. Nói về nhà báo chống tham nhũng Nguyễn Hoài Nam, nhà báo Mai Quốc Ấn có một status có tựa đề Anh Nguyễn Hoài Nam. Chúng tôi muốn trình bày cái nội dung này để quý vị thấy rằng vì sao nhà báo Nguyễn Hoài Nam, một cựu phóng viên của báo Thanh Niên, báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, được giới báo chí nể trọng. Theo nhà báo Mai Quốc Ấn, ở cái xứ văn mình, vợ người này phàm là những người cầm bút, ít ai người ta nể trọng, ai thực sự kể cả là nể miệng chứ đừng nói người ta nể trọng ở trong lòng. Xong tôi nể trọng nhà báo Nguyễn Hoài Nam vì theo nhà báo Mai Quốc Ấn, nếu có một nhà báo nào khoe đề tài nào đó mình sẽ đoạt giải quốc gia dù những bài báo đó chưa đăng, thì nhà báo Nguyễn Hoài Nam chắc chắn là một trong vài cái tên nói lên những cái kiểu đó. Và tôi tin đúng là sau mấy lần nhà báo Nguyễn Hoài Nam nói những cái điều vừa kể thì nhà báo Nguyễn Hoài Nam đều được những cái giải báo chí quốc gia. Theo nhà báo Mai Quốc Ấn, mà nhà báo Nguyễn Hoài Nam giỏi thật, điều tra nhập vai đều nhiều và ra được những cái sản phẩm gây chấn động dư luận như Nguyễn Hoài Nam thì ở Việt Nam chưa ai bằng. Ngay cả những cái phóng sự hồ sơ mà nhà báo Nguyễn Hoài Nam cũng giỏi, nói về phóng sự hồ sơ mà Nhật Kim Cương trong một cái văn bản lướt qua tưởng tượng vô thưởng vô phạt, thì ở Việt Nam chỉ có một người là Nguyễn Hoài Nam. Có nhiều người không ưa nhà báo Nguyễn Hoài Nam, thậm chí họ rất không ưa, vì nhà báo Nguyễn Hoài Nam giỏi và vì cá tính của Hoài Nam rất thẳng. Nhà báo Nguyễn Hoài Nam thẳng đến mức như câu mà Nguyễn Hoài Nam thường nói với nhà báo Mai Quốc Ấn, đó là anh đúng nên anh đéo sợ bố con thằng nào. Thậm chí một nhà báo đảng đã phải thừa nhận phóng viên Nguyễn Hoài Nam đã mang lửa nghề sưởi ấm cho cuộc sống. Và đó là lý do vì sao nhiều nhà báo thân quen với nhà báo Mai Quốc Ấn đã khuyên đừng chơi với Hoài Nam, rất nguy hiểm. Và nhà báo Mai Quốc Ấn cho rằng răng thì cứng nên nó gãy, lưỡi thì mềm mà nó còn. Đó có thể làm cách ngôn của nhiều người thức thời. Như mai này, da thì tiêu tan trước khi xương cốt rồi cũng trở thành bụi đất, thì người ta chỉ thấy cái hàm răng, chứ còn miệng lưỡi thì nó còn đâu. Thưa quý vị, chúng tôi xin giới thiệu với quý vị, nhà báo Nguyễn Hoài Nam là một cái nhà báo với các cái phóng sự điều tra nóng bỏng, đánh trúng vào những cái vấn đề mà dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt nó liên quan tới ngành công an. Và đó, nó là lý do vì sao nhà báo Nguyễn Hoài Nam bị Trung tướng Trần Văn Vệ, quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát đã nghỉ hưu từ năm 2020, đã tiến hành tố cáo, và nó dẫn đến cái việc người ta đã bắt giữ một cái nhà báo tài ba, là một trong những nhà báo hàng đầu trong cái vấn đề chống tham nhũng và tiêu cực. Mà như chúng tôi đã giới thiệu với quý vị, từ sau đại 12, khi một công cuộc đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nổi lên, thì báo Người Cao Tuổi khi đó đã đăng một cái loạt bài ma thuật của một đại tá công an tố cáo những cái hành vi vi phạm pháp luật, tham nhũng, kể cả những việc giả mạo hồ sơ giấy tờ của đại tá khi đó Trần Văn Vệ. Đại tá Trần Văn Vệ khi đó là giám đốc công an tỉnh Thái Bình. Và khi bị phát hiện thì đại tá Trần Văn Vệ được biết đã sử dụng một số tiền lớn để chạy chức lên ngồi chiếc ghế Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát tại Bộ Công an. Và khi đó người ta hy vọng rằng người đốt lò Nguyễn Phú Trọng sẽ đưa thành củ khô này vào lò để làm hương. Vậy mà thưa quý vị, cái phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chống tham nhũng không có vùng cấm, mà cuối cùng nó đã trở thành có vùng tránh. Mà một cái điều lạ lùng hơn chúng tôi muốn nói với quý vị, đó là tại sao ông Nguyễn Phú Trọng luôn luôn kêu gọi chống tham nhũng, mà cuối cùng những người chống tham nhũng thì bị triệt hạ, cụ thể như cụ Lê Đình Kình ở làng Đồng Tâm, một cái người đấu tranh chống tham nhũng trong việc bảo vệ đất cho nông dân thì đã bị bắn chết. Và mới đây nhất, đó là nhà báo chống tham nhũng nổi tiếng, nhà báo Nguyễn Hoài Nam, do tố cáo với các cái bài phóng sự liên quan tới ông Trần Văn Vệ, thì đến hôm nay kết quả quý vị đã thấy đã bị bắt giữ truy tố theo cái điều khoản mà bất kỳ ai cũng có thể vướng vào. Để quý vị hiểu rõ hơn Trần Văn Vệ là một con người như thế nào, chúng tôi xin giới thiệu một cái loạt bài viết tố cáo những cái tội trạng của quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Trần Văn Vệ, dưới thời còn là đại tá giám đốc công an Thái Bình, để quý vị hiểu bộ mặt thật của Trần Văn Vệ ra sao. Và những cái bài viết tố cáo chống tiêu cực của nhà báo Nguyễn Hoài Nam nó có đúng hay không, mà tại sao Trung tướng Trần Văn Vệ lại cho rằng vô cáo. Thưa quý vị, theo tác giả Nguyễn Trọng Thắng, trong cái loạt bài viết ma thuật của một đại tá công an viết về giám đốc công an Thái Bình ông Trần Văn Vệ, theo đó nhà báo Nguyễn Trọng Thắng chỉ rõ có lẽ đó chỉ là một cái vụ việc hy hữu bì hài có một không hai ở cái thời đại Nguyễn Phú Trọng, khi mà vợ một quan chức đầy quyền uy của một cơ quan pháp luật tỉnh Thái Bình lại được độc đắc hưởng chế độ hưu trí khi bà ấy mới 33 tuổi. Và điều này để lại miệng tiếng thế gian đam tiếu. Người ta nói gia đình ông Trần Văn Vệ là nhà ấy thật vô phúc, sinh con rồi mới sinh cha. Thưa quý vị, cái câu này thì mấy ngày vừa qua chúng tôi cũng nói nhiều về cái vấn đề Quốc hội 14 bầu Chủ tịch Quốc hội khóa 15. Điều đó chúng tôi nhấn mạnh để quý vị thấy rằng cái chuyện sinh con rồi mới sinh cha, đến người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam nhiều người không trọng con làm thì đừng trách gì Đại tá Trần Văn Vệ, Giám đốc Công an Thái Bình. Nói về cái trường hợp vừa kể, đó là người ta nói về bà Bùi Thị Kim Liên, là vợ Đại tá Trần Văn Vệ, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, và là cựu Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự an toàn xã hội, rồi leo lên chức nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, và với cái hành vi giả mạo làm hồ sơ giả cho vợ của mình để hưởng chế độ hưu trí ở cái độ tuổi 33, thì Đại tá Trần Văn Vệ khi đó đã uống trọn 163 tháng lương hưu, có nghĩa là 13 năm 7 tháng tiền lương hưu của vợ mình. Và cho đến khi bị báo chí phát hiện và tiến hành điều tra, thì Đại tá Trần Văn Vệ khi đó là Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã phải vội vã điều tình với Bảo hiểm xã hội của tỉnh Thái Bình và đem nộp lại số tiền gian lận nhằm lấp liếm dư luận cũng như để bảo toàn chiếc ghế làm quan. Nhưng một cái điều thưa quý vị chớ kiều thay, Trần Văn Vệ lại tiếp tục giở trò ma thuật làm hồ sơ giả, gửi đi, tìm cơ hội để làm lại chế độ hưu trí cho vợ. Ở đây thì quý vị hiểu rằng khi mà làm hồ sơ giả cho vợ ở cái tuổi 33 nhận tiền hưu trí 13 năm 7 tháng rồi bị phát hiện thì Trần Văn Vệ đã nộp lại số tiền vừa kể. Nhưng một cái điều đáng nói đó là sau đó Trần Văn Vệ lại tiếp tục làm lại hồ sơ cho vợ để gian lận cái tiền hưu trí. Thưa quý vị, không phải chỉ như vậy mà những cán bộ nhân viên cơ quan bảo hiểm xã hội ở Thái Bình, những người mà đã thực hiện cái việc thu hồi những cái đồng tiền tham nhũng của vợ ông Trần Văn Vệ trong việc sử dụng lương hưu, sau đó đúng một năm thì vì chính Đại tá Trần Văn Vệ trong tư cách Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình ra lệnh tống giam. Song có một cái điều thưa quý vị rất khó hiểu là cái hồ sơ giả mạo gửi bảo hiểm xã hội của vợ ông Trần Văn Vệ lại được miễn trừ nằm ngoài hồ sơ của vụ án, và nó là điều mà khiến dư luận xã hội ở Thái Bình người ta bức xúc, hoài nghi, thậm chí người ta lo ngại cũng như bất bình. Đó là việc Trần Văn Vệ đã cải lão hoàn đồng cho vợ mình, là một bà giám đốc hoàn động cách mạng từ năm 8 tuổi. Thưa quý vị, cái điều này nó cũng tương tự như ông Trần Đại Quang, cố chủ tịch nước, đã từng gian lận tuổi của mình tới 6 tuổi. Thì Đại tá Trần Văn Vệ, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, vào năm 2007 đã ký và cấp chứng minh thư nhân dân chính thức cải lão hoàn đồng cho vợ của mình là bà Bùi Thị Kim Liên, tức là từ một cái bà lão gần 60 tuổi mà trong cái hồ sơ giả gian lận tiền hưu trí thì vợ của ông Trần Văn Vệ sinh ngày 20 tháng 9 năm 1949 và khi bị phát hiện buộc phải trở lại ngày sinh thật, đó là ngày 14 tháng 1 năm 1960. Thưa quý vị, thật ra chẳng có phép màu nào cả để biết vợ của Trần Văn Vệ, tức bà Bùi Thị Kim Liên, từ một bà lão gần 60 tuổi với cái ngày sinh là 20 tháng 9 năm 1949 trở lại một cái ngày sinh thật, đó là 14 tháng 6 năm 1960. Mà cái vụ việc này đã xảy ra cách đây 17 năm về trước, thời mà Trần Văn Vệ còn là một sĩ quan công an bình thường. Trần Văn Vệ đã nhờ đồng nghiệp cải sửa hồ sơ lý lịch cũng như chứng minh thư nhân dân cho vợ mình, khai khống lên 11 tuổi để đủ tuổi làm chế độ hưu trí theo quy định. Và đến năm 1993 thì bà Bùi Thị Kim Liên, vợ của Trần Văn Vệ, chính thức nhận một cái quyết định nghỉ hưu số 85 với một cái bộ hồ sơ giả sửa ngày sinh từ năm 1960 trở thành năm 1949. Và điều đó đã cho thấy vợ ông Trần Văn Vệ, bà Bùi Thị Kim Liên, đã có nhiều tuổi hơn Trần Văn Vệ 10 tuổi. Và đó là lý do tại sao ở tỉnh Thái Bình những cái năm 90 của cuối thế kỷ trước, người ta có những cái đồn thổi và đàm tiếu là vợ của một sếp trong ngành công an tỉnh Thái Bình 30 tuổi đã được hưởng lương hưu của nhà nước. Nhưng mà đó là chính quyền sở tại tiến hành ra soát toàn bộ danh sách hưu trí trên địa bàn của phường cũng không phát hiện ra. Nhưng mà một số lãnh đạo chủ chốt của phường biết việc này, biết việc Trần Văn Vệ đã sửa hồ sơ để làm giả một cái hồ sơ cho cán bộ hưu trí để nghỉ hưu cũng như lĩnh lương. Nhưng mà tất cả đều sợ, không dám mở miệng tố cáo, bởi vì người ta phải tránh hàng hùng. Và đó là lý do không ai dám động đến vợ của Trần Văn Vệ. Nhưng mà thưa quý vị, cuối cùng cũng nhờ vào báo chí mà người ta đã phát hiện được cái chuyện bà Bùi Thị Kim Liên, vợ của Trần Văn Vệ, đã đăng ký lương hưu ở một cái địa chỉ khác. Nhưng mà táo tợn hơn đó là bà Bùi Thị Kim Liên, vợ của đại tá Trần Văn Vệ, không đi nhận lương hưu mà có người mang đến tận nhà. Theo đó, tại hồ sơ bảo hiểm xã hội của tỉnh Thái Bình, người ta phát hiện ra trên mạng vi tính quản lý nội bộ, trong danh sách nghỉ hưu theo Vân Lờ, tức là tên bà Liên, vợ của Trần Văn Vệ, tại số thứ tự 540, số sổ là 1120481, có tên bà Bùi Thị Kim Liên, nguyên quán xã Đông Giang, huyện Đông Hưng, nơi đăng ký hưởng lương hưu tại số 38 phường Quang Trung, thành phố Thái Bình, với một cái mức lương hưu là 854.360 đồng một tháng vào cái thời điểm tháng 6 năm 2006. Điều đó đã cho thấy 10 năm vợ của Trần Văn Vệ lặng lẽ nghiễm nhiên lĩnh lương hưu tì tì mà không phải đăng ký với chính quyền sở tại. Và chỉ khi đến cái sự việc này vỡ lở thì người ta mới biết hàng tháng có cán bộ của Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Bình trực tiếp mang tiền lương hưu đến tận trao cho vợ của Trần Văn Vệ. Điều đó nó chứng tỏ để quý vị thấy rằng ảnh hưởng cũng như quyền uy của Trần Văn Vệ tại tỉnh Thái Bình thật là khủng khiếp. Thưa quý vị, sau khi báo người cao tuổi xem xét lại toàn bộ hồ sơ giả mạo để làm hồ sơ nghỉ hưu giả cho vợ của Trần Văn Vệ là bà Bùi Thị Kim Liên, thì thấy rất nhiều điều gian dối. Cụ thể là tại quyết định số 85 ngày 10 tháng 11 năm 1993 của Giám đốc Sở Công Giao thông Vận tải Thái Bình, thì vào lúc 8 tuổi, bà Bùi Thị Kim Liên, vợ Trần Văn Vệ, đã tham gia cách mạng. 14 tuổi đã trở thành quân nhân trung đoàn 952 vùng 1 Hải quân. 18 tuổi là công nhân xí nghiệp cơ khí giao thông Thái Bình. Nhưng mà một cái điều đáng lạ đó là báo cáo kết quả xác minh số 13 kiểm tra của Phòng Kiểm tra Bảo hiểm xã hội Thái Bình xác định bà Bùi Thị Kim Liên, vợ ông Trần Văn Vệ, chỉ có thời gian công tác 10 năm. Đó là từ tháng 10 năm 1983 đến tháng 11 năm 1993, và chỉ làm việc duy nhất ở một đơn vị, đó là xí nghiệp cơ khí giao thông Thái Bình. Vậy mà thưa quý vị, không biết dựa vào căn cứ nào tại cái quyết định nghỉ hưu của bà Bùi Thị Kim Liên, vợ ông Trần Văn Vệ, lại được tính đủ thời gian quy đổi là 25 năm 6 tháng. Và sau đó, thưa quý vị, đến năm 2006, sau khi bị phát hiện thì Trần Văn Vệ trong cương vị Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình đã phải đích thân trực tiếp điều đình với lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình để hy vọng cái vụ gian lận này sẽ được chìm xuống. Đó là lý do vì sao ngày 11 tháng 6 năm 2007 thì Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình đã ra quyết định chấm dứt trả lương hưu cho vợ ông Trần Văn Vệ và quyết định thu hồi lại đối với số tiền 49.188.300 đồng tính vào cái thời điểm năm 2007, với lý do đó là những cái đồng lương man trá mà bà Bùi Thị Kim Liên, vợ của đại tá Trần Văn Vệ, đã lĩnh trong tổng giá trị mà bà Bùi Thị Kim Liên đã hưởng lợi hàng trăm triệu đồng. Và lẽ ra cái vụ việc vừa kể phải được khởi tố truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà Bùi Thị Kim Liên. Nhưng mà một cái điều trớ trêu, chồng của bà Bùi Thị Kim Liên chính là Trần Văn Vệ, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình. Thưa quý vị, chưa hết, Trần Văn Vệ còn hàng loạt các cái hành động gian lận với những cái điều người ta gọi là những cái trò ảo thuật man trá, được cho là nhân viên có chiếc doanh nghiệp rơi qua cầu thì Trần Văn Vệ chém ván. Thưa quý vị, theo báo người cao tuổi, tưởng rằng những cái sai phạm vừa kể sẽ được khắc phục và chấm dứt, để rồi người đời cũng có thể bỏ qua cho cái hành động gian lận của vợ chồng ông Trần Văn Vệ. Nào nhờ lòng tham của kẻ tham nhũng không có đáy, ông Trần Văn Vệ sau đó tiếp tục oan ảo thuật, lập một cái hồ sơ giả mạo nữa gửi Bảo hiểm xã hội. Và khi đó Trần Văn Vệ trong tư cách giám đốc Công an Thái Bình đã sai bà Hoàng Thị Hồng, chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc công ty cổ phần du lịch và thương mại Hải Bình. Đó là một cái doanh nghiệp tư nhân được đại tá Trần Văn Vệ che chắn, làm một cái hồ sơ giả gửi bảo hiểm xã hội để chờ cơ hội tiếp tục làm thủ tục hưu trí cho vợ. Có một cái điều nghịch lý chúng tôi muốn nói với quý vị, đó là tại tờ trình số 68 công văn tổ chức tháng 12 năm 2006 của cái công ty cổ phần du lịch thương mại Hải Bình, bịa ra cái thời gian công tác của bà Bùi Thị Kim Liên, đó là tháng 1 năm 1995 đến tháng 4 năm 2005 công tác tại công ty cổ phần vận tải biển Hoàng Phát từ tháng 5 2005 cho đến 2007, công tác tại công ty cổ phần du lịch và thương mại Hải Bình. Nhưng có một điều đó là tại cái tờ trình số 10 công văn tổ chức thì cái doanh nghiệp tư nhân công ty cổ phần du lịch và thương mại Hải Bình lại ghi từ tháng 1 năm 2002 đến tháng 4 năm 2005 thì công tác tại công ty cổ phần vận tải biển Hoàng Phát, từ tháng 5 2005 đến tháng 7 2007 công tác tại công ty du lịch và thương mại Hải Bình. Và đó là lý do người ta phát hiện rằng trong thực tế khởi điểm thời gian công tác của bà Bùi Thị Kim Liên, vợ Trần Văn Vệ ở hai công ty mà tôi trình bày thì khi đó hai công ty vừa kể đều chưa được thành lập, và điều đó nó đã cho thấy một cái sự gian dối của giám đốc doanh nghiệp Hải Bình. Trong khi ấy bà Bùi Thị Kim Liên chưa hề có mặt một ngày làm việc ở hai công ty trên, và trong cái thời điểm đó thì bà Bùi Thị Kim Liên đang nhận lương hưu trong cái vụ gian dối lần trước. Nhưng mà một cái điều đáng nói thưa quý vị, đó là ba cán bộ nhân viên bảo hiểm xã hội Thái Bình, đó là các ông bà Bùi Thị Nương, Vũ Thị Thảo và Lý Công Trường, vì chấp hành nghiêm lệnh của cấp trên làm những cái thủ tục man trá gửi bảo hiểm xã hội để cho vợ của Trần Văn Vệ lĩnh lương hưu. Sau đó đúng một năm lại được chính Trần Văn Vệ ra lệnh tống giam về cái tội giả mạo hồ sơ. Chỉ có cái trường hợp gian lận của bà Bùi Thị Kim Liên, tức là chủ mưu, thì là được miễn trừ nằm ngoài vụ án, và sau đó bà Bùi Thị Kim Liên được đặt cách đứng ngoài vòng pháp luật. Thưa quý vị, đó là lý do báo Người qua tuổi thấy rằng quan sát toàn bộ diễn biến của vụ việc nêu trên thì ai cũng thấy đau lòng. Người ta đau lòng bởi cái cơ chế quản lý hành chính của Việt Nam hiện nay nó có quá nhiều lỗ hổng để cái bọn quan chức nó mục nước béo cỏ. Đồng thời người ta buồn về những nhà chức trách đầy quyền uy không giữ kỷ cương phép nước, thậm chí những người lãnh đạo của các cơ quan bảo vệ pháp luật mà lại an tòng tiếp tay cho cái bọn lợi dụng để bòn rút tiền của nhà nước. Cụ thể là cái hành động chiếm đoạt tiền lương hưu giả mạo của bà Bùi Thị Kim Liên, vợ của đại tá Trần Văn Vệ, giám đốc công an tỉnh Thái Bình. Và đó là lý do người ta buồn cho một cái quan chức đầy quyền uy như Trần Văn Vệ giữ một cái trọng trách bảo vệ pháp luật ở tỉnh Thái Bình, vậy mà Trần Văn Vệ có những cái hành động gian dối một cách nghiêm trọng như vậy. Nhưng có một điều người ta nghi ngờ, tại sao những cái hành động đơn giản vừa kể của Trần Văn Vệ lại được các cơ quan trung ương bỏ qua? Thưa quý vị, đó là chúng tôi chỉ kể về một cái vụ việc mà chúng tôi gọi là những cái hành động vi phạm đơn giản như vậy. Còn những cái hành động sau đây chúng tôi trình bày với quý vị để quý vị thấy Trần Văn Vệ là một trùm tham nhũng. Trần Văn Vệ có thể ăn bất kỳ những gì mà Trần Văn Vệ có thể chiếm đoạt được. Thưa quý vị, sau đây chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày một loạt các cái vụ việc tiếp theo rất hy hữu nhưng nó đầy bi hài, mà mọi người càng nhận ra một cái năng lượng lực cũng như sở trường ma thuật của đại tá Trần Văn Vệ, giám đốc công an tỉnh Thái Bình, mà đến lúc rồi đạt tới một cái đỉnh cao quyền lực, đó là quyền tổng cục trưởng tổng cục cảnh sát. Thưa quý vị, những cái sai phạm của Trần Văn Vệ dưới cái thời làm giám đốc công an tỉnh Thái Bình nó không chỉ là 1, 2 hay 3 vụ việc mà nó là hàng chục vụ việc, thông qua sự phát giác của cán bộ chiến sĩ công an tỉnh Thái Bình. Thưa quý vị, chương trình bình luận thời sự của KTV xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào tạm biệt. Bye bye quý vị.